thế nào? À, nghiệp xô bà. À, nghiệp xô bà. Ồ, chết nó. Nó là sống viên mà nhìn đi, nhạc mạch này. Mình nghĩ em đã kết thả bác cô chúng một con riêng tan tăng của cô ấy. Bác cô chúng một con rộng lái cứ còn trên châu lươn hơi cứ còn cả lặng. Về cho cả bác cô mà đang được còn pro mấy tình. Mình nhưng mà đang ngồi hạt ấy là cô ấy còn ngược mà hoàn toàn từ nhà cái nào. Chúng tôi chưa từng khi nhà cái nào. Cô ấy đã bắt bóng ra đây ra. Cái đó cứ tháng lươn chẳng hãy của tha con muối nâng bóng lái thì tam tấn đó mà nhưng cái mà nó mà ta cuốn lên là cái cửa thang có ba chiếc ngang đây này mấy con lỏ hay gì cả cứ con ở trên châu lớn hay còn ở đằng ta xem chỉ con mình quen trận trắng tích miên chủ múa mà đau tiệt tử đang nhóm cứ trim chất trim cai của cửa sân chỉ con mau tiết cứ tự tu phật cũng được bên nơi lơ sầm biên mấy cặp kệ giá quật trắng á na ta thì ra dặn mình đây không nên chỉ cái lá co bộ thay dân chụp đại cung trở này ai khác chụp hai ca trở lên có thể cứ tăng thì cột mau từ mình ta chụp là hai ca cũng còn mình vô pro được cả nữa bây giờ về nâng bữa tân giờ nhà cái đó cốt cứ ăn những miếng sạn nào được đây một cục rồi nhóm bữa tân giờ đại cô thì sau thì lại nhà hơi cứ không được ra ở một thời gian nữa mấy sai cái lại nhà cứ kê ở bắt bóng sạn này về chân tới cứ kê riêng sau cũng được mấy cái bắt bóng hoa đấy khi dân ăn những chuyện rơi cho lọc quay mà mấy con sân chỉ trong và mình cho lọc quay bay lại thì ăn những khoai cây và những thứ ăn trộm 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 vậy mà mấy nâng lại xa tại con cực hai con nơi ai khuyên xóa đầy bắn con cực hai bắn con trộm 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 về nâng chứ con mình đang thả mua hai thời gian bữa ấy con ngơ mơ đến nơi ở sở là về chân tới nhà đa rộng phòng ấy con là con ngơ và bây giờ nó còn còn ngược máu thì còn ở chỗ trong này nhưng mà thật là mùi hai đây này còn cái thà luôn còn nâng nâng của bạn tại ngay cái này cũng được cho bạn và xem chị to ta tiết anh là miền Nam buồn của anh những thân trời bây giờ rồi sẽ lo vay tay và bây còn trên châu lướt hay còn on phật và bây chân tới dương vay cánh trời tàu càng cao ចាញ់ចាញ់កាយខ្លាយចរន្តតាមចរន្តតែអត់ពេញទេអត់ពេញបើពេញបែបទៅມັນបានបងខ្ញុំខ្ញុំគាត់បាយទៅគាត់អោនទៅចំដែរគេចំដែរចាអរគុណច្រើនមានអ្វីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងដែរថ្ងៃនេះក៏អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តច្រើនមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងគឺហោវាជឿនឹងពេញហើយថានីយល់ទូថោ ท่านได้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